Chào mừng bạn đến với kênh của Vân Anh. Chúc bạn có một ngày thật bình an và tràn đầy hạnh phúc. Mỹ là một trong những quốc gia thịnh vượng và có tốc độ phát triển nhanh. Và đây cũng là một quốc gia phát triển về công nghệ hàng đầu thế giới đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người. Nó cũng là một trong những quốc gia mà nhiều người ở những quốc gia phát triển khác như là Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Anh chẳng hạn cũng mơ ước là có cơ hội được đến sống và làm việc ở một trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Nếu bạn là một trong hàng triệu người hàng năm di cư đến Mỹ thì Vân Anh xin được chúc mừng bạn vì bạn đã chạm một tay đến giấc mơ Mỹ của mình để cho bạn và gia đình có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Tuy nhiên là thay đổi môi trường sống mới chưa bao giờ là điều dễ dàng cho bất kỳ ai cả. Cho dù bạn có vị trí xã hội như thế nào ở Việt Nam, thì khi sang đến Mỹ, bạn phải bỏ qua hết những vinh quang trong quá khứ và gây dựng lại từ đầu cuộc sống mới của mình ở đây. Hãy bắt đầu cuộc sống mới của mình ở Mỹ ngay từ khi bạn bước chân qua khỏi cổng hải quan ở Hoa Kỳ. Còn nếu như bạn vẫn chưa thể bắt đầu, thì bắt đầu ngay từ hôm nay. Khi mà bạn xem video này của Vân Anh và bạn đang ở một trong 50 tiểu bang ở Mỹ. Cuộc sống ở Mỹ thực sự là rất là năng động và bạn hãy đứng dậy, bước ra khỏi chiếc giường êm ái của mình và bắt đầu ngay bằng việc nhỏ nhất và đơn giản nhất, đó là học để lấy bằng lái xe. Mỗi bạn khi đến Mỹ định cư đều có những hoàn cảnh và diện khác nhau. Thông thường thì sau khi đến Mỹ, trong vòng một tháng thì bạn sẽ nhận được thẻ xanh hay còn gọi là Green Card, số an sinh xã hội hay còn gọi là Social Security Number. Ngoại trừ là bạn sang Mỹ theo diện hôn phu, hôn thê thì nó sẽ chậm hơn tại vì bạn phải hoàn tất một số thủ tục di trú khác của mình nữa sau khi đến Mỹ để hoàn tất thủ tục di trú của mình. Vì vậy, sau khi nhận được thẻ xanh và số an sinh xã hội thì bạn phải nhanh chóng đi thi lấy một cái bằng lái xe cho chính bản thân mình. Và cái bằng lái ở Mỹ thì nó được sử dụng giống như là cái chứng minh nhân dân hay là thẻ căn cước ở Việt Nam và cũng được gọi là ID. Chỉ khi nào bạn có bằng lái xe ở Mỹ thì bạn mới có thể mua được cho mình một chiếc xe để lái và cũng như là bạn có thể mua được bảo hiểm cho xe của mình. Và ở Mỹ thì việc chạy xe ở trên đường và bạn mua một cái xe mới cũng như là bạn phải có bảo hiểm cho chiếc xe mình là điều này nó diễn ra cùng một lúc. Nếu như bạn không có bằng lái chắc chắn là bạn sẽ không mua được xe, và không có bằng lái thì bạn cũng không có mua được bảo hiểm. Mà xe muốn lưu thông ở trên đường thì nhất định là chiếc xe đó phải có bảo hiểm. Ngay sau khi bạn có bằng lái, bạn hãy nhanh chóng mua cho mình một chiếc xe. Chiếc xe hơi đó có thể là cũ hoặc là mới, đắt tiền hay là rẻ tiền, nó tùy thuộc vào hoàn cảnh kinh tế của bạn. Nhưng mà bạn hãy nên có một chiếc xe, vì một chiếc xe ở Mỹ nó giống như là cái chân của bạn vậy. Bạn không có xe, bạn muốn đi đâu nó cũng khó. Vì cuộc sống ở Mỹ nó khá là tất bật, mọi người ở Mỹ, người thân của bạn cho dù muốn giúp bạn đi chăng nữa thì họ cũng có công việc riêng của họ. Họ không thể nào mà đưa đón bạn theo ý của mình được. Và cái việc mà đi lại của mình mà phụ thuộc vào người khác nó cũng sẽ rất là bức bối. Và người thân của bạn đi làm nhiều khi ở xa cũng không có tiện để mà đưa đón bạn mỗi ngày được. Bạn có thể hỏi Vân Anh, vậy bạn có thể nhờ người thân của mình mua giúp cho bạn một chiếc xe được hay không? Câu trả lời là được và không. Bạn sẽ nghĩ là Vân Anh trả lời ba phải quá. Nhưng mà Vân Anh sẽ giải thích cho bạn tại sao không. Vì ở Mỹ đó, người nhà mua xe giúp cho bạn thì họ phải đứng tên. Họ không thể đứng ra mua xe cho bạn mà dưới tên của bạn được. Tại vì nếu mà đứng tên của bạn có nghĩa là bạn mua xe cho mình. Mà muốn mua xe cho mình thì bạn lại phải có bằng lái và phải mua bảo hiểm. Nếu bạn mua xe trả hết tiền thì đoạn này dễ dàng. Nhưng trong trường hợp bạn không thể mua trả hết, có nghĩa là bạn trả góp, bạn trả trước một phần, phần còn lại là hàng tháng bạn mới trả, thì người nhà của bạn khi đứng tên có nghĩa là họ chịu một cái khoản nợ với lại ngân hàng. Và như vậy thì cái điểm tín dụng của họ
nó bị tụt xuống. Và nếu như người nhà của bạn trong tương lai họ muốn mua một chiếc xe hay là một cái nhà khác, thì cái số tiền mà họ có thể vay được sẽ bị trừ đi. Và như vậy thì nó cũng sẽ là một cái khó khăn cho họ trong tương lai. Và chắc chắn là bạn sẽ không muốn người nhà của mình, người thân của mình bị ảnh hưởng vì vì mình, đúng không ạ? Cho nên thì thường như vậy, người nhà của bạn họ cũng không có muốn cái điều này xảy ra. Đó là lý do vì sao mà Vân Anh trả lời là không. Lý do thứ hai là mua xe thì phải mua bảo hiểm, mà người chủ xe chính là cái người mà đứng tên trong cái bảo hiểm đó. Còn bạn lái xe có nghĩa là bạn phụ thuộc, thì trong cái bảo hiểm đó là bạn là người đứng thứ hai. Và như vậy thì bạn phải trả tiền bảo hiểm cho cả hai người. Chưa kể là bạn là người mới qua Mỹ, thì thời gian lái xe của bạn ở Mỹ nó cũng còn ngắn, còn ít, kinh nghiệm lái xe của bạn ở Mỹ còn ít. Cho nên dựa vào đó cái chi phí bảo hiểm của bạn nó cũng sẽ tăng cao hơn. Và như vậy thì nó rất là tốn tiền. Và trong một trường hợp khác xấu hơn một chút, đó là khi bạn mới qua Mỹ, bạn chưa có rành đường xá luật lệ ở đây, thì có thể là bạn sẽ có những va quệt nè, rồi có thể là bạn sẽ bị phạt chẳng hạn. Tất nhiên Vân Anh không muốn những cái điều xấu đó xảy ra với bạn, nhưng nó cũng rất là khó tránh khỏi. Và như vậy thì cái tiền bảo hiểm của bạn năm tới sẽ tăng lên. Và tiền bảo hiểm năm tới tăng lên nó cũng ảnh hưởng tới cái bảo hiểm của người đứng ra mua xe giúp cho bạn. Chính vì vậy cho nên nó rất là phiền. Và đó là lý do vì sao mà người ta ở Mỹ không muốn làm cái chuyện giúp đó. Và chuyện đó nó cũng khá là phức tạp, trong khi nó lại có một cái giải pháp tốt hơn, đơn giản hơn. Đó là chính bản thân bạn mua xe cho mình, đứng tên bảo hiểm, đứng tên của chiếc xe cho riêng mình. Câu trả lời được của Vân Anh trong trường hợp này là người nhà của bạn chính là người chồng hoặc là người vợ của bạn, đang là công dân hoặc là thường trú nhân đang sống ở Mỹ, thì tài sản chung của vợ chồng thì nó cũng là trách nhiệm chung của vợ chồng. Cho nên là vợ chồng bạn có thể có chung một chiếc xe, đứng tên trên một chiếc xe và đứng tên chung trong một bảo hiểm. Nó có thể mắc hơn một chút xíu, nhưng mà là vì vợ chồng cho nên cái trách nhiệm là nó liên đới. Một trường hợp nữa là nếu như bạn dưới 21 tuổi và cha mẹ bạn là người đứng tên mua xe cho con, thì cũng là người chịu trách nhiệm về cái bảo hiểm xe này. Thì đó cũng là một trách nhiệm liên đới của cha mẹ đối với lại con cái. Điều thứ hai bạn nên làm, đó là khi đến Mỹ, tùy theo điều kiện kinh tế của bạn mà bạn có thể mang sang Mỹ ít nhiều tiền để chi tiêu trong thời gian đầu tiên. Bạn nên đến ngân hàng để mở một tài khoản và bỏ tiền vào trong tài khoản ngân hàng của mình. Thì mở tài khoản ngân hàng nó cũng rất là đơn giản bạn ạ. Bạn chỉ cần là có thẻ xanh nè, có số an sinh xã hội nè, bạn có ID nè, thì bạn có thể mở được một tài khoản ở ngân hàng. Bạn bỏ toàn bộ số tiền của mình có vào trong tài khoản ngân hàng. Vì bạn giữ tiền mặt ở trong người là một điều không hề tốt. Nó rất là dễ mất mát xảy ra, hay là nó thất lạc ở đâu đó mà mình cũng rất là khó nói ha. Trong cái cuộc sống mới chưa làm ra được nhiều tiền mà lại bị mất tiền nữa thì nó không có hay ha. Sau khi bỏ tiền vào tài khoản ngân hàng thì ngân hàng sẽ cấp cho bạn một cái thẻ rút tiền. Bạn có thể rút tiền khi nào mình cần ở bất kỳ một cái cây rút tiền nào đó. Còn không thì bạn vẫn có thể sử dụng cái thẻ này để thanh toán trong các cái giao dịch mua sắm nào đó của bạn. Và miễn là trong tài khoản của bạn nó vẫn còn tiền. Điều thứ ba bạn cần làm khi đến Mỹ đó là vấn đề chỗ ở. Thời gian đầu khi đến Mỹ thì chắc chắn là bạn phải ở nhà người thân của mình, người bảo lãnh bạn sang Mỹ đó ha. Nếu bạn được vợ chồng bảo lãnh và đã có chỗ ở sẵn rồi thì điều đó thật là may mắn và hạnh phúc, không có gì phải bàn nữa. Nhưng nếu bạn sang Mỹ theo diện bảo lãnh là anh chị em hay là cha mẹ bảo lãnh của mình, mà bạn dưới 21 tuổi thì vấn đề nó cũng chưa có gì là nghiêm trọng. Nhưng nếu bạn là một người đã trưởng thành trên 21 tuổi
và bạn đi cùng với gia đình của mình, thì bạn nên nghĩ đến việc tìm một cái chỗ ở cho gia đình riêng của mình. Nếu mà nhà của anh chị em bạn đủ rộng để cho bạn tá túc một thời gian, thì bạn cũng nên là chia sẻ tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ga khi mà bạn sống ở đây. Tất nhiên là bạn có gia đình riêng của bạn, thì anh chị của mình cũng có gia đình riêng của anh chị. Và tất nhiên khi mà mình sống, mình đến với cuộc sống mới thì nó đã không có dễ dàng rồi, thì anh chị của bạn có bạn ở trong cuộc sống của họ, nó cũng là một cuộc sống mới và nó cũng không hề dễ dàng bạn ạ, để thích nghi, để hòa nhập. Tại vì cái cuộc sống ở Mỹ khác, cuộc sống ở Việt Nam của mình khác, và khi hai bên sống cùng với nhau chắc chắn nó sẽ có những cái va chạm, không lớn thì nhỏ, nhưng mà có những điều cũng không hài lòng nhau, và như vậy mình sẽ cảm thấy không thoải mái. Và chắc chắn là bạn cũng phải nên tìm cho mình một chỗ ở khác để bạn có sự tự do hơn. Và tất nhiên đồng nghĩa với tự do, nó là một cái thách thức khác. Trước tiên là tiền nhà ha. Thường thì người Việt ở Mỹ á, nếu mà có thể thì họ mua nhà họ trả hết, trả đứt luôn cái nhà và không có phải là mượn tiền của ngân hàng. Nhưng mà không phải ai cũng có điều kiện như vậy, cho nên là phần lớn là mua nhà ở Mỹ là mình chỉ trả một khoản tiền thôi, mình trả trước một khoản tiền, còn lại là mình mượn của ngân hàng, và hàng tháng như vậy là trả tiền nhà đó vô ngân hàng. Và cái khoản mà trả như vậy đó, nó sẽ kéo dài khoảng chừng 30 năm. Khoảng 30 năm. Thì cái việc này nó cũng bình thường ở Mỹ thôi, nó không có cái gì là đặc biệt cả. Không phải là người ta mua nhà ta không có tiền trả. Cũng có trường hợp như vậy, nhưng mà nếu như ngay cả có đủ tiền để trả thì cũng không có nhiều người để làm chuyện đó. Người ta sẽ để dành tiền đó để làm ăn, còn mình mượn tiền của ngân hàng để mình trả lãi. Tại vì lãi suất của ngân hàng ở Mỹ nó cũng không có phải là quá cao nếu như mà bạn mượn tiền để mua nhà trong vòng 30 năm. Và như vậy thì hàng tháng người nhà của bạn phải trả tiền nhà, họ phải trả tiền điện, tiền nước, tiền ga. Nếu như trước đây chưa có bạn thì họ chỉ trả là mỗi một tháng khoảng chừng 200-300 đô một tháng tiền điện, tiền nước, tiền ga. Tiền nhà có thể là họ sẽ hào phóng không có lấy của bạn, tại vì nếu có bạn hay không có bạn thì hàng tháng họ cũng trả tiền như vậy. Nhưng mà tiền điện, tiền nước, tiền ga, có cái sự có mặt của bạn thì có nghĩa là chi phí này nó sẽ tăng lên. Thì bạn nên hiểu điều đó và đóng góp cho người thân của mình cái khoản mà nó dôi dư ra để họ trang trải ha. Ngoài ra thì những cái khoản ăn uống chung bạn cũng phải nên chia sẻ, vì nếu không có bạn thì người ta sẽ không nấu thêm cơm, người ta sẽ không có tốn thêm bịch muối chẳng hạn. Như vậy thì mình cũng nên đóng góp và hãy cố gắng nhiều nhất có thể để đừng trở thành gánh nặng của người thân của bạn khi mà bạn đến Mỹ. Vì thật ra mà nói thì kiếm tiền được ở đâu nó cũng vất vả cả. Ở Mỹ hay là ở Việt Nam nó đều vất vả. Và thậm chí Phương Anh nghĩ là ở Mỹ nó vất vả hơn, cái cuộc sống nó bị nhiều áp lực hơn. Và như vậy, đến một lúc bạn phải đi ra ngoài để mà tìm cái chỗ ở riêng cho gia đình của chính bạn. Bạn đi tìm một cái khung trời tự do riêng cho gia đình của mình. Thì bạn có thể thuê một cái nhà của người Việt Nam, tại vì bạn mới qua mà, cho nên làm việc mà tìm kiếm một cái nhà ở của người Mỹ thì nó, cái việc mà giao tiếp nó cũng hạn chế, cho nên bạn có thể tìm một cái nhà của người Việt Nam để chúng ta thuê. Và thường thì Vương Anh thấy giá nó cũng mềm hơn một chút. Hoặc là bạn có thể thuê một cái căn hộ để cho gia đình của mình sống. Thì thông thường nhà thuê ở Mỹ nó đã có sẵn một số thứ mà bạn không phải mua sắm. Cái chuẩn ở đây là khi mà bạn vào thuê thì nhà đó có sẵn bếp nè, có sẵn tủ lạnh nè, có sẵn máy giặt, máy sấy cho bạn sẵn. Tất nhiên có một số khu thì nó không có máy giặt, máy sấy. Thì tùy, nhưng mà thông thường thì Vương Anh thấy là chung chung là nó có sẵn những cái đồ như vậy, thì bạn không phải sắm thêm. Và nếu tuyệt vời hơn nữa, bạn có tiền thì bạn có thể mua riêng cho mình một căn nhà. Và như vậy thì bạn sẽ được sống trong cái căn nhà của chính mình.
và như vậy thì không có gì phải bàn cãi nữa. Khi mà bạn ra riêng rồi thì mọi chi phí bạn phải tự gánh lấy. Vân Anh có thể tính sơ sơ cho bạn để bạn có thể hình dung là số tiền chi tiêu hàng tháng. Tiền thuê nhà thì khoảng chừng từ 800 cho tới 1.200 tùy vào khu vực, thành phố cho mỗi một gia đình. Tiền điện, tiền nước trung bình là khoảng chừng 200 tới 300 một tháng. Tiền internet thì là khoảng ở độ là 50 một tháng. Tiền điện thoại thì khoảng 45 đồng cho một người một tháng. Nhưng mà nếu mà gia đình bạn có nhiều người sử dụng nhiều cái line điện thoại khác nhau thì cái này nó có cái gói dành cho gia đình thì cái giá nó sẽ thấp hơn, tính trên đầu người. Rồi bảo hiểm xe thì bảo hiểm xe tùy vào xe cũ, xe mới ha. Rồi tùy vào cái kinh nghiệm lái xe thì cái giá bảo hiểm nó có khoảng từ 60 cho tới 120. Và một cái thông tin thêm cho bạn là nếu như mà bạn lái xe lâu năm nè, bạn có bằng đại học nè, rồi xe của bạn chạy trong một năm mà nó ít, thì cái quãng đường mà chạy nó ít á, thì bảo hiểm của bạn, cái giá của bạn sẽ thấp hơn. Tiền xăng mỗi tháng là khoảng 150 tới 200, ăn uống mỗi tháng thì khoảng 150 cho tới 200 đồng một người. Như vậy thì một gia đình ba người chi tiêu trong một tháng nó rơi vào khoảng tầm 2.000 đô. Tuy nhiên là mức chi phí này không áp dụng cho bạn khi mà bạn sống ở tiểu bang Cali, đặc biệt là ở những thành phố như là San Jose, khu vực Bắc Cali, hay là ở khu vực Orange County, ở quận Cam ha. Cái chi phí ở đây rất là cao và có thể là nó cao gấp đôi so với lại cái dự toán mà Vân Anh mới vừa đưa ra cho bạn biết. Nếu bạn có tiền thì mọi thứ nó dễ dàng rồi. Nhưng mà con số những người có tiền để mà dễ dàng thì Vân Anh thấy là thực sự không nhiều. Nhưng nếu mà bạn chưa có tiền thì con đường nó sẽ gập ghềnh hơn một chút. Cho nên bạn hãy bắt đầu kiếm cho mình một công việc. Nếu bạn sang Mỹ theo diện làm chuyển giao công tác, có nghĩa là bạn được sự bảo lãnh hoặc là chuyển đổi công việc của một cơ quan, của một hãng hay là của một công ty của Mỹ mà họ có văn phòng ở Việt Nam, rồi xong sau đó họ đưa bạn sang Mỹ, thì điều đó quá tuyệt vời. Bạn có ngay công ăn việc làm khi mà bạn đến Mỹ. Nhưng mà con số này không có nhiều người như vậy, cho nên hầu hết các bạn sang Mỹ thì chúng ta đi theo diện đoàn tụ gia đình. Và như vậy thì cho dù bạn ở Việt Nam, bạn có là bác sĩ, có là kỹ sư hay là có một cái vị trí nào cao hơn đi chăng nữa, mà khi bạn sang Mỹ thì bạn chỉ là con số 0, và đó là một sự thật. Cho nên bạn nên thực tế ha. Vì cái hạn chế lớn nhất của người Việt của mình ở Mỹ đó chính là rào cản ngôn ngữ tiếng Anh. Có thể là người Việt của chúng ta rất là thông minh, rất là giỏi, nhưng mà vì cái rào cản ngôn ngữ nó làm hạn chế cái khả năng cạnh tranh của bạn. Vì vậy, người Việt mới qua Mỹ của chúng ta sống dựa vào rất là nhiều vào cộng đồng người Việt đã đến Mỹ trước. Có những điều hay và có những điều chưa hay đối với cái cộng đồng người Việt sống lâu ở Mỹ. Trong một video khác, Vân Anh có thể chia sẻ với bạn sâu hơn về điều này. Tuy nhiên, phải thừa nhận một điều là người Việt qua Mỹ trước, họ giúp đỡ rất là nhiều người Việt mới chân ướt chân ráo đến với nước Mỹ. Những người Việt qua trước, họ có sẵn những cơ sở thương mại, cơ sở làm ăn như là nhà hàng, tiệm bán thức ăn các loại, rồi tiệm nail, rồi chợ chẳng hạn. Thì bạn có thể xin việc làm ở đây để có thu nhập, tuy là không nhiều, nhưng mà trong những cái ngày đầu ổn định cuộc sống của mình, nơi xứ sở cờ hoa này, thì bạn có thể có được những cái thu nhập nho nhỏ để mà trang trải cho cuộc sống của mình. Mức lương mà bạn nhận được khi mà làm ở trong các cái cơ sở thương mại của người Việt mà bạn có thể mang về nhà thì trung bình là khoảng 7 đô một giờ. Nếu mà gia đình của bạn có hai người đi làm thì thu nhập cũng tương đối là đủ để cho bạn trang trải cho những cái chi phí ban đầu khi mà sống ở Mỹ. Tất nhiên nó không có dư dả gì đâu, và bạn tất nhiên không dừng lại ở đó, đúng không? Chúng ta lấy ngắn nuôi dài, và bạn sẽ tiếp tục thăng tiến trong cuộc sống cũng như là trong sự nghiệp của mình.
Điều thứ năm khi mà bạn sang Mỹ, đó là bạn tìm trường học cho con của mình. Bạn hãy nhờ người thân hay là bạn bè, người ta biết, người ta giúp cho bạn tìm một cái trường học tốt ở gần nhà cho con cái của bạn, nếu mà bạn có con cái nằm ở trong cái độ tuổi đi học. Thật sự mà nói thì trường học ở Mỹ, Vân Anh thấy hầu hết là trường rất là tốt. Nó phải theo một cái tiêu chuẩn nhất định của Bộ Giáo dục, của Sở Giáo dục. Thì bạn yên tâm là trường học ở đâu nó cũng tốt cả, không phải quá nhiều lo lắng. Nếu như mà nhiều người nói với bạn là trường học của học khu của tôi, con tôi học là trường xịn của nước Mỹ ABC gì đó, thì con số này nó không nhiều, và bạn không nhất thiết là mình phải chạy theo cái điều đó. Mình đừng tạo ra áp lực cho chính mình cũng như là cho con cái của mình. Các cháu mới qua thì khả năng tiếng Anh cũng là hạn chế so với lại các học sinh bản ngữ ở đây. Người ta đã nói tiếng Anh từ lúc nhỏ xíu, mới vừa biết nói, con mình thì mới, cho nên là họ sẽ cho con của mình học ở một cái lớp đặc biệt hơn để có thời gian rèn luyện tiếng Anh. Và sau khi cháu đã nói tiếng Anh được trôi chảy tốt rồi thì họ sẽ cho học chung với lại toàn bộ các bạn học cùng trang lứa, cùng trong một lớp. Thì song song với việc tìm trường cho con, thì việc thứ sáu bạn cần làm đó chính là bạn cũng phải tìm cho mình một trường học học tiếng Anh. Thường thì ở bên này người ta gọi trường học tiếng Anh đó là trường ESL. Nó viết tắt của cái chữ là English is Second Language. Nó có nghĩa là tiếng Anh dành cho những người mà đến Mỹ không nói được tiếng Anh, những người từ nước khác đến ha. Những lớp này thì có thể là dạy miễn phí ở các chùa, nhà thờ hoặc là thư viện ở trong khu của bạn sống. Và nếu như mà bạn học ở các cái trường cao đẳng cộng đồng khác thì nó có thu một cái khoản lệ phí nhỏ, cũng không nhiều lắm. Nói chung là bạn có thể chịu được, và bạn nên theo những cái lớp học tiếng Anh này để bạn có thể giao tiếp. Ít nhất là mình ra mình nói chuyện với người ta hiểu mình nói gì, hoặc là bạn cũng có thể hiểu được người ta nói những cái gì với mình ha. Điều thứ bảy bạn cần làm đó là đăng ký học nghề. Bạn muốn làm bất kỳ việc gì ở Mỹ, bạn đều phải được cấp cái bằng hành nghề. Tùy vào nghề của bạn, bạn làm gì và bạn học cái gì, thì bạn có những cái yêu cầu về học nghề, về thời gian, cũng như là những cái tiêu chuẩn của riêng nó. Bạn muốn hành nghề bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư, rồi xây dựng, hay là ngay cả làm nail, bạn cũng phải có cái bằng hành nghề. Chứ bạn không có bằng hành nghề, bạn không làm được. Thì bạn hãy nên đăng ký học những cái chứng chỉ nghề đó, cũng như là đủ cái thời gian thì người ta cấp cho bạn một cái chứng chỉ hành nghề. Như là nghề nail chẳng hạn, bạn có thể học trong vòng 3 tháng. Thì khi mà bạn học xong thì bạn có thể đủ thời gian để mà bạn tham gia thi lấy một cái chứng chỉ hành nghề, và bạn có thể lấy ngắn nuôi dài bằng cái nghề nail đó của mình, để mà bạn thực hiện giấc mơ Mỹ của mình. Như vậy là Vân Anh vừa chia sẻ với bạn về những việc mà bạn cần phải làm ngay khi đến Mỹ, cũng như là những cái chi phí cơ bản ban đầu mà bạn phải chi cho cuộc sống của mình khi đến Mỹ, để bạn có thêm những thông tin hữu ích cho cuộc sống của mình và bạn có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Bạn hãy nhớ ủng hộ Vân Anh bằng cách chia sẻ và like. Ở trong video tiếp theo, Vân Anh sẽ tiếp tục chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống ở Mỹ, cũng như là những điều cần thiết hữu ích trong cuộc sống ở Mỹ, để bạn có một cái cuộc sống tốt hơn và bạn thực hiện giấc mơ Mỹ của bạn một cách hoàn hảo hơn. Vân Anh xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.